Nhà Thảo lại nở nữa rồi nè. Hoa màu vàng đẹp tuyệt vời luôn. Rồi bên cạnh đó là hoa hồng cũng nở luôn. Em hồng bên kia cũng đua nhau nở. Giờ Thảo đang xào rau củ để xào chung với thịt bò quý vị. Trong đây Thảo có là cần tây nè, hấm mèo, cà rốt, đậu. Và tỏi với hành tây á, Thảo xào lên cho nó thơm mà mình bỏ rau củ vô. Mình xào cho nó chín. Thảo nêm vào trong đây là một ít bột nêm thôi, khoảng nửa muỗng cà phê. Tại rau củ nó có chất ngọt rồi, Thảo sẽ cho miếng nước tương vào nữa, khoảng một muỗng cà phê thôi. Rồi tiếp tục xào lên nha. Cải giờ nó mềm rồi nè cả nhà ơi. Nó cho một ít dầu vào nha, khoảng một muỗng rưỡi canh. Bò Thảo cũng đã ướp rồi. Mình xào ở lửa cao thì cái miếng thịt nó sẽ ngon hơn nha quý vị. Giờ thịt bò Thảo đã xào xong rồi, Thảo cho rau củ trở lại nha quý vị. Bobby, eat day. Rồi tất cả đã chín rồi quý vị ơi. Mình tắt lửa nha. Mình cho miếng tiêu xay vào. Hồi chiều uống sữa xong vô ăn cơm trưa với mẹ nha. Mẹ xào thịt bò xong rồi đó. Trời ơi, mặc nguyên bộ đồ đỏ nữa, dép đỏ luôn. Chào. Chào ông bà. Bà. Cô chú. Mời. Mời ông bà. Bà. Cô chú. Chú. Ăn cơm. Ăn cơm với con. Con. Ừ. Để mẹ. À. Thịt bò Thảo mới xào xong luôn quý vị ơi. Apple chứ cả bé. Những tháng như vậy. À. Rồi. À. Lo bón chăm sóc cho cây á. Tối hôm qua thấy còn miếng đậu que rau cần, cái Thảo nói với chồng Thảo sáng dậy đi mua thịt bò cho Thảo. Nó khỏi làm vườn ảnh đi chợ. Mãi bé kêu giải nè, bị ướm máu luôn. Dán miếng dán bự chà bá lửa luôn.
Ngọc ơi. Đòi nhớ cái bong bóng có con chim vẽ lên hôm qua coi ở trên YouTube quý vị. Cứ muốn mua bong bóng chim, bong bóng chim. Mà không biết trong chợ có bán không. Khóc còn rưng rưng nước mắt. Chút mày dẫn đi chợ kiếm bong bóng chim ha. Ok. Ăn cơm đi. Anh thích ăn đậu ve. Đi. Làm trái tim hả? Gửi ông bà hả? Bỏ nó đi. Dạ. Ông bà cơ. Mẹ ăn ngàn xong hả? Bắt đầu giờ là nắng luôn rồi quý vị. Sẽ có ít mưa thôi. Năm nay trời nắng ít. Trễ quá. Bác kêu đang suy tư về gì á. Biếp. Sáng giờ cứ bong bóng chim hoài à. Chảy máu cũng nhiều. Con gãi kiểu gì vậy? Té. Ai ngồi vậy? Giờ con có muốn ăn nữa không? Thôi giờ Thảo ăn cơm xong rồi, bé Hà kia cũng no rồi. Bây giờ mẹ con Thảo cảm ơn quý vị đã xem video nha. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an. Nếu như xem video thấy thích kênh của mẹ con Thảo thì đừng quên cho mẹ con Thảo một cái like, đăng ký kênh. Và những người mới đến thì hãy bấm nút theo dõi để đón xem những video mới của mẹ con Thảo nha. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị với những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.